Hương Giang xin thân ái chào gặp lại quý vị khán thính giả của hệ thống truyền thông Kali Today và chương trình chào buổi tối trên truyền hình Việt Nam do Hương Giang phụ trách và chương trình tối hôm nay là chương trình tối thứ tư ngày 20 tháng 10. Quốc hội đang có chuyện gì xảy ra? Cựu Tổng thống Donald Trump đối mặt thêm một cái cuộc điều tra nữa ở tiểu bang New York và FDA mới thông báo một cái tin tốt đẹp về thuốc chủng ngừa COVID-19 tất cả hương nhân xã lần lượt chia sẻ với quý vị. Ngày hôm nay thì cựu tổng thống Bill Clinton đã gửi ra một đoạn băng video ông cho biết là ông đang trên đà hồi phục và rất là vui mừng bởi vì đã được trở về nhà sau khi ra viện vào hôm chủ nhật vừa qua. Và trong cái đoạn băng này, ông Bill Clinton có những lời kêu gọi mà hương nhân muốn chia sẻ với quý vị bởi vì rất là truyền cảm hứng. Ông bảo rằng tôi đang trên đà bình phục. Nhưng mà tôi muốn nhắc nhở quý vị một điều quý vị hãy dành thời gian lắng nghe cơ thể mình và hãy tự chăm sóc bản thân mình bởi vì à, tất cả chúng ta ai cũng có công việc phải làm và bởi vì ai cũng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống thưa quý vị những lời này mà, mặc mặc dù những cái lời à, nó rất là bình dị nhưng mà hương nhân đọc hương nhân nghe đó thì hương nhân thấy nó rất nó rất là truyền cảm hứng và quả thật là như vậy chẳng hạn như là công việc bận rộn nó cứ cuốn chúng ta trôi đi đôi khi có những cái dấu hiệu nho nhỏ từ cơ thể của mình nhưng mà chúng ta lướt qua được và chúng ta bỏ qua cho đến một ngày thì khi đó mới biết là có bệnh thú vị chuyện này nó không phải là hiếm xảy ra mà xảy ra đối với rất là nhiều người ngay cả bản thân hương giang công việc rất là bận đôi khi cũng bỏ qua có bệnh nghĩ rằng nho nhỏ bỏ qua nhưng mà đến khi lần sau đi gặp bác sĩ thì bác sĩ lại nhăn nhó bác sĩ trách là tại sao không có đi gặp sớm hơn quý vị nhớ là nói như theo lời của ông bill clinton chúng ta tất cả đều phải có công việc để làm Ai cũng có công việc phải làm và ai cũng đóng một vai trò quan trọng trong đời sống của mình và trong tương lai trước mắt. Và ngày hôm nay thì FDA thông báo họ phê chuẩn mũi chủng ngừa COVID-19 tăng cường cho hai hãng đó là hai hãng thuốc Moderna và Johnson Johnson. Điều này có nghĩa là gì? Tại vì quý vị biết rồi Johnson Johnson thì được chích từ uh, người từ 18 tuổi trở lên còn Moderna thì Chích từ 65 tuổi trở lên hoặc là những người có nguy cơ cao. Như vậy bây giờ những người nào đó mà cái mũi trước mà đã chích Johnson Johnson bây giờ có thể chích cái mũi tăng cường là Moderna hoặc Pfizer miễn là từ 18 tuổi trở lên. Còn những người trước đây đã chích Moderna thì sao? Thưa quý vị, những người mà đã chích Moderna trước đây và bây giờ chích mũi tăng cường có thể chích mũi tăng cường Johnson Johnson, or Pfizer hoặc là Pfizer nhưng mà với điều kiện là từ 65 tuổi trở lên hoặc là có nguy cơ về sức khỏe cao bởi vì chúng ta biết là Johnson Johnson thì dành cho người từ 18 tuổi trở lên và Moderna thì dành cho người từ 65 tuổi trở lên hoặc có nguy cơ à, y tế cao nhưng mà quý vị biết là như vậy quý vị có thể không nhất thiết là trước đây quý vị chích Pfizer thì bây giờ quý vị bắt buộc chích mũi tăng cường Pfizer không nhất thiết Trước đây chích Johnson Johnson thì bây giờ tăng cường phải Johnson Johnson. Moderna thì bây giờ phải tăng cường Moderna. Thưa quý vị, không nhất thiết phải như vậy. Tất cả đều có thể là trộn lẫn. Tức là trước đây quý vị có thể chích một mũi của thuốc khác và bây giờ chích một mũi của thuốc khác mà như Hương Nham vừa trình bày. Liên quan đến một cái cuộc điều tra mà nó gây chấn động và nó thu hút sự chú ý của quốc gia đó là cái cuộc điều tra ai đã gây ra cái chết cho cô Gabby Potato và mọi cái con mắt đều đổ dồn vào người hôn phu đó là Brian Laundrie mà quý vị biết vào ngày hôm nay tức là trong suốt cả mấy tuần vừa qua thì nhà chức trách đã truy tìm người đàn ông này mà tìm không ra và hôm ngày hôm nay nhà chức trách thông báo là cái cuộc tìm kiếm Brian Laundrie chấm dứt lý do tại sao thưa quý vị vào ngày hôm nay thì nhà chức trách đã tìm ra được thi thể những bộ thưa quý vị thi thể xác của một người trong một công viên ở tiểu bang Florida và gần cái thi thể này thì có một cái bát tức là một cái ba lô và một cuốn notebook mà được cho là của Brian Laundrie và lúc này đây thì nhà, nhà chức trách chưa có đưa ra bất cứ một cái khẳng định một cái tuyên bố nào cả bởi vì người ta còn phải xét nghiệm giảo nghiệm tìm DNA để xem thử là cái À, thi thể này thuộc về ai của ai và nguyên nhân gây ra cái chết là cái gì cho nên tại lúc này chúng ta chưa thể nói gì cả nhưng mà có vẻ như đây là cái xác của Brian Laundrie và như vậy cái chết của cô Gabby Petato sẽ không có người chịu tội sẽ không có người được lôi ra trước công lý nhưng mà quý vị biết các nhà phân tích pháp lý họ cho rằng là sau này, sau khi đã xác định được đây nếu thật quả thật là thi thể của Brand Laundry thì có vẻ như bố mẹ của người đàn ông này sẽ được các nhà điều tra thẩm vấn xem thử là trong quá trình mà khai báo trước đây họ có giấu giếm điều gì với nhà chức trách hay không hay là họ cũng đã tiếp tay cho con mình bỏ trốn. Tất cả, thưa quý vị, chúng ta đều chờ xem thử là cuộc điều tra này dẫn đi tới đâu. Và thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì Ủy ban quy tắc của Hạ viện đã đưa cái nghị quyết buộc tội Steven Bannon buộc tội khinh thường quốc hội ra để bỏ phiếu. Cái thủ tục là như thế nào? Ngày hôm qua thì chúng ta biết là Ủy ban đặc biệt của Hạ viện, Ủy ban điều tra cái cuộc bạo động điện Capitol họ đã bỏ phiếu thông qua cái nghị quyết buộc Steve Bannon tội khinh thường quốc hội vì đã chống lại trác đòi và chống chống lại trác đòi tài liệu và chống lại trác đòi lời khai của ủy ban vào ngày hôm nay thì cái nghị quyết đó được chuyển sang cho ủy ban quy tắc của hạ viện và tại hạ tại hạ tại, à, tại ủy ban này thì họ sẽ tổ chức tranh luận họ tổ chức tranh luận tổ chức điều trần và bỏ phiếu thông qua trước khi mà đưa ra sàn hạ viện bỏ phiếu vào ngày mai. Ngày hôm nay chuyện gì xảy ra? Quý vị biết là trước khi mà Ủy ban Quy tắc Hạ viện họ bắt đầu họp thì nội bộ Hạ viện Cộng hòa Cộng hòa Hạ viện họ đã có một cái cuộc họp nội bộ và tại đây lãnh đạo của Cộng hòa đó là ông Stephen Scalise. Stephen Scalise là Phó lãnh tụ phe thiểu số tại Hạ viện có nghĩa là lãnh đạo của Cộng hòa tại Hạ viện đứng sau ông Kevin McCarthy. Ông ta yêu cầu, ông ta kêu gọi hay là khuyên, chính xác là ông advice tức là khuyên, khuyến cáo các thành viên trong đảng của mình tức là các nhà lập pháp Cộng hòa là nên bỏ phiếu chống nên bỏ phiếu chống lại cái nghị quyết này. Đó là lời kêu gọi của lãnh đạo Cộng hòa tại Hạ viện. Và quý vị biết là trong cái phần mở đầu đó, bà Lý ngày hôm qua thì bà Lý Cheney là dân biểu Cộng hòa chỉ trích ông Donald Trump. Dân biểu Cộng hòa Wyoming đã bị Cộng hòa tước mất cái vai trò lãnh đạo trước đây. Bà là một trong hai dân biểu Cộng hòa bà và ông Adam Kinzinger nằm trong ủy ban đặc biệt này và ngày hôm nay thì bà ngày hôm qua bà đưa ra những cái tuyên bố thưa quý vị bà nói rằng cái việc mà Steve Bannon chống lại trác đòi của ủy ban và viện dẫn cái đặc quyền hành pháp thì cho thấy là bản thân ông Donald Trump có dính líu đến cái vấn đề lên kế hoạch lập kế hoạch và thực hiện cái cuộc bạo động những gì mà xảy ra vào ngày 6 tháng 1 và bà cũng cho rằng Steve Bannon đã hợp tác với ông Donald Trump về vấn đề này. Ngày hôm nay, thì trong cái bài phát biểu ở phần mở đầu tại cái cuộc họp để bỏ phiếu ở Ủy ban Quy tắc Hạ viện, thì bà Lucini đã cho rằng là bà, bà kể lại, tôi có nghe nói, Tôi có nghe các đồng nghiệp Cộng hòa của mình nói là họ không có muốn gặp rắc rối. Họ không có muốn được xem là người chống đối Và bây giờ họ đang tìm cách để tránh rắc rối Họ không muốn chọc giận Kevin McCarthy Người mà đóng một cái vai trò hết sức là đặc biệt là tích cực Trong cái nỗ lực ngăn chặn cuộc điều tra này Ngăn chặn cuộc điều tra cuộc vụ bạo động điện Capitol ngày 6 tháng 1 Bất chấp sự thật là ông ta chính là người kêu gọi phải có một cái ủy ban như vậy chỉ một tuần sau khi mà bạo động xảy ra. Đó là lời tuyên bố của bà Lucini. Vào ngày hôm nay, lời tuyên bố này cũng được đưa ra mổ xẻ rất là nhiều và bà kêu gọi đồng nghiệp Cộng hòa của mình. Bà bảo rằng lịch sử sẽ phán xét. Lịch sử sẽ phán xét Cộng hòa giải quyết vấn đề 6 tháng 1 như thế nào. Bà nhắc nhở và chúng ta chờ xem xem thử là trong cái cuộc bỏ phiếu ngày mai ở sàn Hạ Viện có bao nhiêu nhà lập pháp Cộng Hòa đứng về phía Dân Chủ đồng tình bỏ phiếu buộc Steve Bannon cái tội khinh thường quốc hội. Với cái tình hình hiện nay, với lời kêu gọi từ lãnh đạo đảng như vậy thì có vẻ như là sẽ rất là ít, có chăng thì nhiều ít ít lắm quý vị. Nhưng mà sau cái cuộc họp đó của Cộng hòa, cuộc họp nội bộ Cộng hòa thì quý vị biết là Cộng hòa có hai người ra điều trần trước Ủy ban Quy tắc Hạ viện. Đây là cái thủ tục. Đó là ông Jim Jordan và dân biểu Matt Gaetz từ tiểu bang Florida. Hai người này đóng vai trò là chống đối và họ đã ra điều trần trước Ủy ban Quy tắc Hạ viện. Thì tại đây cả hai người này cả hai dân biểu Cộng hòa này Đều lên tiếng chỉ trích ủy ban Hết sức là nặng nề Và đều chống lại cái việc Buộc ông Steve Bannon Cái tội khinh thường quốc hội Và quý vị có biết Là ông Jim Jordan trong cái phiên điều trần ngày hôm nay Ông cũng cho biết là Ông không nhớ trong cái ngày bạo động Điện Capito đó ông nói chuyện với Tổng thống Donald Trump bao nhiêu lần cả Trước đây là ông này á Quý vị biết ông trả lời hai hàng lắm Ông giấu Ông giấu mà khi được moi ra đến đâu Thì ông trả lời Ông trả lời chút xíu đến đó Trước đây thì ông bảo là Ông không có nói chuyện gì với Cựu tổng thống cả trong cái ngày đó Xong bị báo chỉ lôi ra có bằng chứng Thì ông bảo à, có tôi có nói chuyện Ít nhất là một lần nhưng mà tôi không có nhớ Là nói chuyện gì cả Còn ngày hôm nay khi được vặn vẹo Khi được hỏi thì ông bảo rằng là tôi không có nhớ Nói chuyện bao nhiêu lần Quý vị biết là Truyền thông họ có Họ có thể tìm ra được Rất là nhiều thông tin để xem xem thử liệu truyền thông tờ Politico là cái tờ đầu tiên mà đã lôi ra được là ông Jim Jordan không phải nói chuyện với ông Donald Trump chỉ có một lần trong ngày 6 tháng 1 mà nói nhiều lần nói trong suốt cái thời gian mà cuộc bạo động này diễn ra và quý vị biết là cũng tại cái phiên này thì ông Matt Gaetz cùng với à, thưa quý vị ông Jamie là dân biểu của dân chủ Đã có một cái màn trao đổi Hết sức là nảy lửa Ông Matt Gaetz cho rằng là Dân chủ không có việc gì làm Quý vị có cái chính sách gì Hay là quý vị có cái dự luật gì quốc Cần cho quốc gia hay không vậy Quý vị chỉ cần đến à, à, Ngày 6 tháng 1 mà thôi Ông tố cáo như vậy Và ông bảo rằng Ông ta tuôn ra một trang rồi có lúc là ông ta lạc đề nữa quay qua nói là nào là nga nào là à, cái cuộc lừa đảo nga và cuối cùng ông jimmy ông đã ngắt lời ông kêu bla 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 ok được rồi ngừng ở đây và ông bắt đầu chất vấn ông hỏi là ông có công nhận là tổng thống joe biden đã đắc cử một cách công bằng hay không ông mang trả lời tôi chỉ công nhận Ông Biden là tổng thống. Tôi chỉ chấp nhận tức là ông có chấp nhận tổng thống Joe Biden đắc cử một cách công bằng hay không? Tôi chỉ chấp nhận ông Joe Biden là tổng thống. Ông có chấp nhận là ông Joe Biden đã thắng 7 triệu phiếu phổ thông, thắng 306 phiếu cử tri đoàn so với 232 hay 262 mà ông Donald Trump vào năm 2016 cũng đã thắng bà Hillary Clinton với con số như vậy và ông ta gọi đó là chiến thắng long trời lở đất ông có chấp nhận hay không? thì ông McGay trả lời qua một hướng khác bầu cử của chúng ta đã bị vấy bẩn rồi bởi vì những cái lá phiếu khiếm diện bừa bãi đó cái màn tranh cử tranh cãi nảy lửa nó đã diễn ra và sau khi có phiên điều trần như vậy thì Ủy ban Quy tắc Hạ viện đã bỏ phiếu và họ đã bỏ phiếu thông qua cái nghị quyết này và nghị quyết này chuyển sang cho sàn Hạ viện và vào ngày mai như Hương Nhân nói chúng ta chờ xem. Cái chắc chắn là cái nghị quyết này sẽ được thông qua rồi nhưng mà Hương Nhân tò mò xem thử là liệu Cộng Hòa có lá phiếu nào ủng hộ hay không hay là toàn bộ Cộng Hòa nói theo lời của bà Lê Chí là bây giờ họ không có muốn bị cho là người chống đối, không có muốn chọc giận ông Kevin McCarthy. Cũng nhân tiện nói về ông Kevin McCarthy, quý vị biết vào ngày hôm nay thì ông ta tức là lãnh tụ phe thiểu số tại Hạ viện cùng với khoảng 159 nhà lập pháp Cộng hòa đã gửi một thư cho Tổng thống Joe Biden. Trong đó họ thúc giục ông Joe Biden hãy giải quyết vấn đề chuỗi cung ứng trước rồi sau đó mới tới vấn đề xã hội. Họ cho rằng là bây giờ cái vấn đề chuỗi cung ứng là cái vấn đề mà Mỹ cần giải quyết đầu tiên là ưu tiên hàng đầu hiện nay. Cần phải giải quyết thì hàng hóa mới đến tay người tiêu dùng. Không có còn ứ động mà chúng ta nhớ là tuần trước thì Tổng thống Joe Biden cũng đã, chính phủ của ông cũng đã đưa ra một số biện pháp tăng cường giờ làm việc ở hai cảng Los Angeles và Long Beach Cảng Los Angeles là cảng nội địa lớn nhất ở Mỹ, tức là hàng hóa lưu thông nội địa lớn nhất. Tăng cường giờ làm việc và hợp tác với những nhà bán lẻ như là Target như Walmart, họ đưa ra một số biện pháp, chúng ta chưa biết là những cái biện pháp này nó sẽ có hiệu quả nhanh chóng như thế nào, chúng ta cũng phải chờ xem. Nhưng mà quý vị biết là trong cái thư này dẫn đầu do ông Kevin McCarthy thì họ kêu họ cho rằng cái vấn đề mà bây giờ các nhà lập pháp của dân chủ họ đang thương lượng về cái dự luật chi tiêu xã hội thì họ cho rằng cái vấn đề này chưa phải là vấn đề cấp bách mà hãy nên tạm gác lại để tập trung giải quyết vấn đề chuỗi cung ứng cơ đã mà quý vị biết rồi ngày hôm qua hương nhân có chia sẻ với quý vị là tổng thống joe biden bây giờ ông đề nghị là cái mức cái giá mà của cái dự luật chi tiêu xã hội bây giờ nó còn bằng phân nửa à, khoảng 1,7 1,75 nghìn tỷ mỹ kim cho đến 1,9 nghìn tỷ mỹ kim tức là còn phân nửa 3,5 nghìn tỷ mỹ kim lý do thì chúng ta biết rồi hạ cái giá xuống một cách đáng kể như vậy để có được để tìm được cái sự đồng thuận từ hai thượng nghị sĩ dân chủ hết sức là quan trọng bởi vì lá phiếu của họ quan trọng đó là ông Joe Manchin và bà Kirsten Cinema từ tiểu bang Arizona, ông Manchin từ West Virginia và cho đến giờ thì các nhà lập pháp dân chủ phái cấp tiếng thì họ cho biết là có khả năng tức là họ đặt rất là nhiều hy vọng vào lần này. Cũng nhân tiện nói về Quốc hội, quý vị biết vào ngày hôm nay thì à, Cộng hòa tại thượng viện họ đã ngăn chặn thêm một lần nữa cái dự luật về quyền bầu cử sâu rộng của dân chủ và như vậy chỉ có trong mấy tháng vừa qua tức là từ hồi đầu tháng 1 đầu tháng 2 cho đến nay chỉ mấy mấy tháng thì đây là lần thứ ba Cộng hòa ngăn chặn cái dự luật cải tổ quyền bầu cử liên bang. Và quý vị biết là sau cái bước đi này của Cộng hòa thì bây giờ các nhà lãnh đạo của dân chủ họ đang quay trở về cái dự tính. Tức là họ đặt lên bàn cân lại một lần nữa. Liệu có tiếng tới bỏ cái thủ tục filibuster đòi hỏi 60 lá phiếu hay không? Nếu mà bỏ thì dân chủ chỉ cần quá bán thôi, chỉ cần cái lá phiếu là 51 phiếu. Với điều kiện là họ hoàn toàn đồng thuận, tức là 50 thượng nghị sĩ dân chủ đều đồng thuận cộng thêm lá phiếu của bà Phó Tổng thống Kamala Harris nữa thì họ sẽ thông qua được những cái chương trình nghị sự của ông Joe Biden. Trước đây thì chúng ta thấy cả ông Joe Manchin, cả bà Sinema và cả một số ít các nhà lập pháp, đặc biệt là trong đó có một nhà lập pháp độc lập nhưng mà nghiêng về dân chủ đã cùng với ông Joe Biden cũng đã phản đối cái việc là thay đổi filibuster quy định về filibuster. Nhưng mà bây giờ với cái sự cứng đầu của cộng hòa như vậy thì có lẽ vấn đề filibuster được dân chủ đem ra để cân nhắc một lần nữa và quý vị biết là vào ngày hôm nay thì ông lãnh tụ phe đa số tại thượng viện tức là ông Chuck Schumer ông đã đổi cái lá phiếu của mình là từ thuận sang chống lý do tại sao đây chỉ là mang tính thủ tục mà thôi đổi sang chống như vậy bộ bỏ phiếu không như vậy thì có nghĩa là ông sẽ được phép để đem cái dự luật này ra tái bỏ phiếu một lần nữa mà quý vị biết ngày hôm nay cộng hòa đó không phải là họ phản đối đem cái dự luật này ra bỏ phiếu mà họ phản đối là không có cho đem cái dự luật này ra để tranh luận nữa tức là nó mới ở chỉ cái giai đoạn là tranh luận thôi chứ chưa có phải là bỏ phiếu vào cái văn bản cuối cùng chưa mới chỉ là đem ra tranh luận thôi thì cộng hòa đã ngăn cản rồi cho nên chúng ta filibuster cũng là một mặt trận mà chúng ta chờ xem xem thử là liệu dân chủ họ có tiến hành hay không nếu tiến hành thì đây sẽ là một cái cuộc đổi mơ lớn <cười> <cười> hương nhân xin lỗi quý vị và à, thưa quý vị ngày hôm qua hương nhân có chia sẻ với quý vị ngày hôm qua hương nhân có chia sẻ với quý vị dân biểu cháp Fortenberry dân biểu ở nebraska đã vừa mới bị truy tố cái tội là khai mang với các nhà điều tra mà liên quan đến uh, tài chánh vận động tranh cử cái nguồn đóng góp từ nước ngoài vào ngày hôm nay thì ông đã gửi thư cho bà nancy pelosi tức là bà chủ tịch hạ viện cùng với bên chủ tịch hội nghị đảng cộng hòa tại hạ viện để thông báo là ông xin rút lui khỏi những cái vai trò được giao trách nhiệm tại các ủy ban của hạ viện lý do Ông viện vẫn có một cái quy định tại hạ viện là nếu như nhà vật uh, lập pháp nào mà bị truy tố tội đại hình và bị tuyên án hơn 2 năm tù trở lên thì họ phải từ bỏ nhiệm vụ của mình. Và như vậy bây giờ ông uh, Fortenberry từ bỏ cái nhiệm vụ của ông được giao tại các ủy ban uh, của hạ viện và chúng ta chờ xem xem thử thực sự cái bản án này cái bản án sắp tới mà tòa sắp tuyên án đó là cái bản án nó như thế nào và quý vị biết là cũng liên quan đến cái cuộc điều tra của ủy ban đặc biệt à, hạ viện thì ông Mark Meadows tức là cựu à, động lý của tòa bạch ốc thay vì như ông Steve Bannon trốn trốn chắc đòi chống lại chắc đòi chính vì vậy mà mới có cái cuộc bỏ phiếu vào ngày ngày mai thì ông Mark Meadows mới đây đã mướn một luật sư nổi tiếng của Cộng Hòa Hương à, Nhân không có nhớ họ Chỉ biết là tên của ông là ông George Mà ông này từng là Thứ trưởng Bộ Tư pháp Dưới thời Tổng thống George Bush Ông làm ở Bộ Tư pháp 15 năm Được xem là một luật sư rất là cứng Bây giờ liên quan đến cựu Tổng thống Donald Trump Quý vị biết là vào ngày hôm nay thì Văn phòng Biện lý quận Westchester Ở tiểu bang New York thông báo là họ mở một cái cuộc điều tra hình sự đối với sân golf của ông Donald Trump. Và quý vị biết là lý do tại sao? Bởi vì nhà chức trách họ tin rằng là có thể là Trump Organization và cái sân golf này đã khai tức là định giá tài sản của mình tức là định giá cái sân góp này sai với mục đích tức là cố tình cố tình khai gian để mà được giảm thuế đó là một vấn đề mà bây giờ quý vị biết là công ty của ông Donald Trump đối mặt với rất là nhiều vụ uh, nhiều vụ cuộc điều tra điều tra từ văn phòng biện lý Manhattan rồi điều tra từ tổng từ văn phòng tổng biện lý New York rồi bây giờ từ Westchester nữa không biết là cựu tổng thống sẽ xoay sở để đối phó như thế nào cho đến giờ phút này, Hương Giang chưa thấy ông Donald Trump lên tiếng phản ứng. Nhưng mà có lẽ là vào ngày hôm nay, tâm trí của ông tập trung vào cái công ty mạng xã hội của chính ông sắp được tung ra. Quý vị biết là mới đây, thì ông Donald Trump ông đã lập một cái công ty có tên là Trump Media and Technology Group. Ông lập công ty riêng của ông. Rồi công ty này Trump Technology Tramida and Technology Group này đã sáp nhập cùng với một công ty. công ty này có tên là Digital World Acquisition Group. công ty này được xem là một công ty sáp nhập với mục đích đặc biệt. hay còn gọi cái loại công ty này còn gọi là S. hương nhan, hương nhan cố gắng nhớ đó là cái loại công ty này uh, hình như là uh, C. Uh, thưa quý vị SPAC SPAC có tên là SPAC theo ủy ban giao dịch và chứng khoán cho biết cái loại công ty này là một cái phương tiện đặc biệt mà nó có thể biến một công ty tư nhân thành một công ty một công ty được niêm yết chứng khoán thì trong trường hợp này khi mà công ty của ông Donald Trump công ty truyền thông của ông Donald Trump là Trump Media and Technology Group sáp nhập cùng với Digital World Acquisition Group thì họ đã trở thành công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Nasdaq đã, đã được niêm yết rồi. Và như vậy công ty mới này đó, công ty mà gộp hai công ty này lại thì có cái trị giá lên tới 1,7 tỷ Mỹ kim. Và sau khi mà thành lập xong như vậy thì bước đi đầu tiên của công ty này là gì? Thưa quý vị, tạo ra một cái công ty mạng xã hội tức là tạo ra một cái nền tảng mạng xã hội để cạnh tranh với Facebook để cạnh tranh với Twitter bởi vì ông donald trump bị những công ty mạng xã hội này là cấm cửa rồi vì ông không có nói được tức là ông ta bị bịt miệng rồi hồi trước là mỗi một ngày ông lên twitter quá chừng nhiều lần ông dùng twitter để mà nhục mạ để mà chống đối những kẻ thù để mà chửi rủa kẻ thù của mình ông cũng dùng mạng twitter để chia sẻ tin tức ông dùng mạng twitter để thông báo ông có thua quý vị hàng chục triệu người theo dõi như vậy. Nhưng mà kể từ khi mà ông bị cả Facebook, cả Twitter, Youtube đóng cửa thì ông Donald Trump không còn mạng xã hội nào hết. Và quý vị nhớ là kể từ sau đó thì ông ta hay gửi ra những cái tuyên bố, gửi thông báo, tuyên bố thông báo qua cái tổ chức hành động chính trị của mình. Sau đó thì quý vị còn nhớ là kể từ khi rời tòa Bạch Ốc thì ông cùng các cố vấn của mình thì hay gợi ý là sẽ thành lập một cái mạng tức là sẽ thành lập một cái nền tảng mạng xã hội mới rồi quý vị biết là sau khi mà cựu cố vấn lâu năm của ông là mueller đó ông mueller đã đứng ra lập một mạng xã hội getter thì vào lúc đó ở ngoài có tin đồn là ông donald trump sẽ tham gia vào cái trang mạng xã hội getter này nhưng mà vào lúc đó thì ông đã gửi ra thông báo ông nói ông không tham gia ông không tham gia vào bất cứ một mạng xã hội nào cả Uh, gather hay là những mạng xã hội khác Như là Gap Và nếu có Nếu như mà tôi có Tham gia vào mạng xã hội nào Hay là tôi tự lập nên Hay là tôi tự xây dựng, tự hoàn tất Thì tôi cũng sẽ thông báo với quý vị Đó là ông Donald Trump Phát biểu hồi tháng 7 như vậy Và bây giờ Thì cái mạng xã hội mới của ông Sẽ có tên là Truth Social Nhưng mà Truth Social Thì tháng 11 thì họ sẽ ra một cái phiên bản dùng thử thôi tức là tháng 11 gọi là gọi là thử để mời người ta mời người sử dụng tham gia xem thử như thế nào mà chính thức tung ra là đầu năm 2022 thì chúng ta chưa biết là chính thức là tháng nào liệu cái mạng xã hội mới cái ứng dụng mạng xã hội mới của cựu tổng thống có mạnh đủ để mà cạnh tranh với các công ty kỹ thuật tại silicon valley hay không chúng ta chưa biết nhưng đây là tham vọng của ông donald trump và trong cái thông cáo báo chí gửi ra ngày hôm nay ông cho biết là không có lý gì mà một cái tổ chức như là taliban lại có sự hiện diện khổng lồ trên twitter mà một vị tổng thống được ưa chuộng một vị tổng thống mỹ được ưa chuộng của quý vị lại bị cấm cửa ở trên mạng twitter và ông cũng thông báo là công ty của ông sẽ được thành lập với một cái mục tiêu là tạo ra một đối thủ với các ông trùm mạng xã hội khác như là Facebook, như là Twitter. Thưa quý vị, có thể là cái thông tin này sẽ làm cho những người ủng hộ ông Donald Trump phấn khích bởi vì lâu nay họ vẫn trông chờ là cựu tổng thống của họ. À, lãnh đạo của họ có một cái nơi mà để ông có thể bày tỏ cái suy nghĩ của mình ngay lập tức không có qua bất cứ một cái kênh nào cả và họ th sẽ theo dõi nhưng mà có đông đảo nhận được sự ủng hộ tham gia đông đảo giống như mạng Twitter giống như mạng tweet, à, mạng Facebook hay không thì chúng ta cũng chưa biết đường còn dài lắm quý vị không có thể nói gì trước cũng như là quý vị nhớ là à, One America cái, cái công ty mà truyền thông, mà mà cách đây mấy tuần Hương Giang có được chia sẻ với quý vị. Đứng đằng sau đó là cái ATNT hậu thuẫn đó. Khi mà mới tung ra không ai biết đến, mà bây giờ đã trở nên càng ngày càng phổ biến đối với kháng thính giả bảo thủ, đối với kháng thính giả cộng hòa. Cho nên chúng ta cũng chưa có biết được đường còn dài, à, đường còn dài lắm quý vị. Nhưng mà có vẻ như đây sẽ là một tạo được nếu như mà mạng xã hội này ra ra đời thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ông Donald Trump với được tới cử tri nhanh hơn và gần hơn và thưa quý vị Hương Giang nhìn đồng hồ thời gian hết rồi nhưng mà có một bản tin Hương Giang muốn chia sẻ với quý vị à, quý vị biết là ngày hôm chủ nhật vừa qua thì tại thành phố Seattle, tiểu bang à, Washington thì đã có một cái vụ cướp xảy ra và vụ cướp này thưa quý vị được truyền thông không những truyền thông địa phương à, loan tin mà cả truyền thông quốc gia loan tin đó là có ba nghi can ba tên cướp đã ăn mặc theo cái lối ăn mặc và mang mặt nạ theo quý vị nhớ là bây giờ chúng ta là đang ở cái mùa halloween mùa halloween bây giờ bật TV lên là thường có những cái phim à, thú vị phim ma phim quỷ những cái phim rất là ghê và ba nghi can này đã mang mặc và mang mặt nạ theo cái trang phục trong phim thưa quý vị mang cái mặt nạ theo trang phục scream à cho cái phim cái phim không biết quý vị có coi không scream tức là mặt nạ quỷ mà khá miệng ra ba nghi trai can này có vũ trang đã xông vào một cái tiệm tóc của người Việt Nam ở Seattle cái khu mà Rainier Valley và cái tiệm tóc này hình như là có à, có tên là Kingway Salon và nghi can vào rút súng ra hỏi là tiền để đâu và chủ tiệm thưa quý vị theo truyền thông địa phương cho biết cô chủ tiệm là Jenny Nguyễn đã chỉ cho nghi can là tiền ở đó và ba tên cướp này đã lấy tiền của họ và cướp tiền của khách ở trong tiệm nữa trước khi mà chúng tẩu thoát trên một chiếc xe mang biển số của tiểu bang New Mexico. Và cái vụ cướp này xảy ra mấy ngày rồi nhưng mà cho đến giờ thì nhân viên tiệm, chủ tiệm, nhân viên tiệm và cả khách đều vẫn còn rất là run sợ. Quý vị biết cướp càng ngày càng hung hãn Mà nhất là bây giờ chúng ta đại dịch này rồi chúng ta có cái mùa Halloween nữa cướp bây giờ có thể giả dạng mặc những cái trang phục như vậy và quý vị biết là sau khi mà vụ cướp xảy ra thì uh, truyền thông địa phương cũng cho biết là chủ tiệm đã thay cái hệ thống camera tốt hơn, rõ nét hơn và thay cô khóa và đây cũng là bản tin mà hương nhân nhắc nhở tất cả quý vị khán thính giả mà có những cái cơ sở thương mại nhỏ thì phải hết sức là cẩn trọng về vấn đề an toàn về vấn đề an ninh bởi vì bây giờ cướp hung hãn lắm quý vị và đây là bản tin cuối cùng trong phần tin ngày hôm nay rất là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi kính chúc quý vị một buổi tối ấm cúng